Và kính thưa quý cô chú anh chị, quý vị thấy á, có bé Tường Lam 4 tuổi đó vị mà phát tâm lên, nó đi tới giường sở thú là kêu con gán tu gán niệm Phật để kiếp sau đừng đầu thai làm thú nữa ha. Rồi kêu á là tâm nguyện phát 1 tấn gạo vị đó, cho nên bây giờ Mạnh Thường Quân gửi tiền để phát gạo rất là nhiều quý vị, cho nên nó là phải tuyên dương cho bé Tường Lam vì còn nhỏ vị. Thì trẻ em thì hay thích nghe những trẻ em nói chuyện chứ không có thích mình lớn tuổi nói chuyện vậy, cho nên thường hay mở ra những cái kênh trẻ em. Thì ngoài bé Tường Lam ra thì con của Châu Phú với các cháu ở xóm đó cũng đồng với nhau đọc những bài kinh kệ mà bé Tường Lam đã chia sẻ, và cũng yêu thương muôn loài vạn vật giống như bé Tường Lam vậy. Cho nên một em bé mà có tâm như vậy, mình lớn là mình phải tốt hơn. Quý vị cố gắng lên nha. Và Nam Mô với đầu hả. Kính thưa toàn thể chư quý vị, thì được biết thì bà con của chúng ta ở đây cũng thường xuyên đến ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh Hội để niệm Phật và nghe trao đổi Phật pháp, nên là các nhà Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, đó là huynh Châu Phú ở Thiên Cấm Sơn cùng với gia đình của chú Năm Lù và gia đình của chú Út Lựa cùng với chú Tấn đến từ An Giang, cũng gửi đến bà con của chúng ta những món quà nho nhỏ để gieo duyên cùng với bà con. Thì đại diện cho các nhà Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, thì con xin được kính mời huynh Châu Phú lên đây để có đôi lời phát biểu cùng với bà con của chúng ta. Xin kính mời huynh ạ. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn, và xin kính chúc cho toàn thể quý vị và quý bà con có nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý bà con, kính thưa quý cô chú và anh chị, hôm nay con được nhân duyên đến ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh Hội ở tỉnh Cà Mau, thì được gieo duyên nghe nói đâu trên 500 bà con, cho nên con cũng hơi run. Rồi á, là tâm bình tĩnh được thì phát huệ, mà tâm con nó đang run, nó chưa bình tĩnh, cho nên nó có gì sơ sót mong bà con thông cảm hoan hỷ bỏ qua nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, sở dĩ hôm nay đó là con đi đến đây đó là con nghe tin đồn về tới An Giang là bà con ở nơi Cà Mau, xã Khánh Hội lúc trước khó khăn lắm, rồi á, là ít có người nào mà đi khóa niệm Phật. Rồi sau khi mà được vận động trao những phần quà yêu thương đó, thì bà con đi lúc đầu á là mình mượn những cái phần quà để gieo duyên, để khuyên bà con tu hành niệm Phật. Và từ từ đó thì quá đông rồi, bây giờ số lượng là 500-600 người, nhưng mà bây giờ gạo không có còn đủ mà để khoát nữa, cho nên bà con đi niệm Phật riết rồi cái bắt đầu mình mê ông Phật, tới đây không nhận quà mà vẫn vui luôn. Cho nên con nghe tin đồn là bà con yêu thương Phật pháp vậy đó, con cùng đoàn trích ra là 3 tấn gạo để về đây thăm bà con, cùng với 300 chai dầu của chú Năm Tiếp và đoàn chú Tư Phương, và con cũng hỗ trợ thêm 200 chai dầu nữa. Vậy thì hôm nay quý bà con mỗi người được 1 chai dầu và có những chiếc máy niệm Phật. Nếu mà có thiếu gạo đó, con dự trù 600 phần thì mỗi một vị đó sẽ được nhận một chiếc máy niệm Phật cùng với 1 chiếc khăn để bù vô 1 phần quà. Chúc bà con sức khỏe nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý bà con, tại vì con về đây đó thì nghe bà con niệm Phật là bà con là người tu ha, mà có câu đó là người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông cũng nhìn, cho nên là con quý bà con dữ lắm nha. Thì bà con niệm Phật nhiều mới được những phần quà yêu thương ở khắp mọi nơi, mọi miền đất nước trở về đây quý bà con. Cho nên đó là lúc nãy đó có người bị mất cái điện thoại, thì con cũng xin nhắc lại,
mong quý bà con nào có nhận được đó thì cho ta xin lại ha, chúc bà con sức khỏe bình an. Kế tiếp nữa thì con xin đó là chia sẻ bà con nào á, nếu mà thấy mà Phật pháp nhiệm màu mà khi mà đi niệm Phật đó được gia đình được hạnh phúc, được khỏe và có tiền thì giơ tay lên cho con nhìn thấy cái coi sao bà con mê quá nè. Giơ tay lên. Ôi quá chừng luôn rồi. Ha. À, đó, niệm Phật của gia đình hạnh phúc đó quý cô chú. Vậy là hôm nay con trở về đây thì thấy rất là nhiều người giơ tay quý vị. Cho nên á là cũng có quý cô chú chưa có giơ tay thì á là sẵn tiện hôm nay nhận những phần quà ha. Rồi á là mình á quy y Phật, quy pháp, quy tăng, sẽ không đọa vào ba đường súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Thứ nhất là Đức Thầy có câu đó là quy y thì phải hành y, giữ lòng thanh tịnh, từ bi giúp đời. Và Đức Thầy cũng có câu đó, dầu ta có cách thôn hương, dạng văn cứ chữ hiền lương mà làm. Cái quy y gọi là mình đó là làm hiền không nhá vị. Và Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp tục nữa thì quý bà con ơi, khi mà con nhìn thấy đó, thường ngày đó bà con có quý cô chú đó có cúng nước để mà vào những cái buổi cầu cúng đó, rồi mình thỉnh mình uống đó, cầu xin cho khỏe mạnh, và có cúng bông cùng với thắp hương đó, thì hôm nay con cũng xin chia sẻ với quý bà con nguyên nhân vì sao mà mình đó là phải là cúng nước và cúng bông và thắp hương. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Có gì sơ sót mong thông cảm. Dạ, alo, alo. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị, thì như là Đức Thầy có hướng dẫn đó, cúng nước tượng trưng cho sự trong sạch đó. Thì khi mà mình cúng nước đó thì mình xét lại mình có làm những cái lỗi lầm gì đó ha, rồi mình đó là sửa đổi lại cho trong sạch, cho thanh bạch. Ngày xưa mình đi hái trái cà, trái ớt của người ta, thì bây giờ là mình không có hái nữa, mình hoan hỷ yêu thương mọi người ha, không có mà tham lam nữa, luôn giữ cho mình trong sạch. Thứ hai là cúng bông tượng trưng cho sự tinh khiết quý vị. Sự tinh khiết của Đức Thầy là rất là thâm thâm dịu dịu nha vị, tinh khiết là không có còn vướng bận gì nữa. Thứ ba là nhang là để bán mùi quế trượt, cho nên bây giờ mình còn trượt cái gì đó, tham sân si mạng nghi ha, đó, tâm còn ma đó là trượt, cho nên đó là mình cúng nhang là tượng trưng cho cái mùi quế trượt, là cái ý đó là ý của ông Phật, là của Đức Thầy nhé vậy. Tiếp tục là cái ý của phàm, là ý của Châu Phú, mời quý vị và các bạn nghe nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thì kính thưa quý bà con, bông tượng trưng cho con người đó là quý cô chú nè, khi sinh ra vẻ đẹp tốt tươi ha, khi mình sinh ra đó rất là dễ thương, ông bà cô bác ai thấy mà cũng hung cho nó tới lớn lên còn dễ thương ác nữa ha. Đó, vẻ mặt vẻ đẹp tốt tươi, lúc cao tuổi héo mòn theo năm tháng đó, các cụ đây nè ngồi gục hết trơn luôn ha. Đó, cho nên á là khi mà mình sanh ra đó thì là mình thấy thân tướng đẹp dễ thương, nhưng mà về lúc về cao tuổi đó vị thì bệnh tật kéo tới và da mặt cũng nhăn, cũng như Châu Phú cũng nhăn hết trơn luôn rồi ha. Cho nên đó là mình phải sửa vị đó, mình phải tu, phải niệm Phật, vì người tu ăn chay niệm Phật đó thì gương mặt lúc nào cũng sáng hết trơn á đó. Cho nên lại mà bà con ở đây có thường hay đi coi bói không, có giơ tay lên nghe đầu phải không? Cho nên á là khi mà thầy bói đó nhìn đó gương mặt của người nào á ha, đằng đằng sát khí, nhìn vô ta biết liền, ông này nè tánh nóng dữ lắm nè nghe. Còn bà nào á xanh xanh mét mét, bà này có bệnh trong mình, có bỏ con không, ai có bỏ con giơ tay lên đó, bắt bệnh từ đó. Còn ai mà da mặt hồng hào vui vẻ thì nó trời ơi bà này chắc là ăn chay, thế nào bà này cũng ăn chay nè đó, cô đó cười tươi quá ha. Thì á là bà này ăn chay dữ lắm, bà này có niệm Phật nhiều đó, cho nên đó là hy vọng quý cô chú anh chị, điều thứ nhất nhìn vô bông hoa mình thấy như con người của mình sẽ mau tàn theo năm tháng,
Đó, cho nên mình phải tu để được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp giống như Đức Phật vậy đó vị. Và vì có câu đó, người tu ai thấy như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn. Và Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp. Còn thêm hai câu về nãy con hơi gung, con đọc luôn nha bà con. Bông đó, bông tượng trưng cho con người đó. Cuộc đời như một cây bông ha, mới xanh xinh đẹp, về già tả tơi. Hồi nãy con đọc chưa ta? Tục là cái bông rồi ha. Thì kính thưa quý bà con, thứ hai là nhang tượng trưng. Bà con nhang tượng trưng cho cái gì? Bà con biết không? Giơ tay lên. Tại vì ý con yếu phàm nha bà con. Ấy lên chị, lên lên lên. Đi mời chị, mời chị. Vậy đó ha. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, nhang tượng trưng cho vô thường. Dạ, tại sao mà con nói tượng trưng cho vô thường? Lúc mới thắp lên thì cái nhang cao lắm quý vị. Đó. Nhưng mà một hồi rồi thì nó tàn hết trơn, mất tiêu ha, cháy hết trơn rồi quý vị ơi. Cho nên mình thấy cây nhang khi mình thắp cho Phật thì mình cũng tưởng nhớ tới ngài, hạnh của ngài, làm cái gì mình làm theo cái nấy. Mình biết cuộc sống của mình á, sống hôm nay con được gặp 500 bà con ở đây, nhưng mà ngày mai không biết 500 bà con ở đây có gặp được con hay không. Đó, cho nên không có ai mà có thể biết được ngày mai. Hôm nay một hơi thở, ngày mai mất rồi. Và Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên con có câu dè nha quý bà con. Cái này là con suy nghĩ ra. Thì thứ nhất, cuộc đời như một cây nhang, thắp lên cao lắm, một hồi mất tiêu. Đó. Thứ ba, thì kính thưa quý bà con, là nước. Đó là cúng nước nha quý vị. Nước tượng trưng cho trong sạch. Lúc nãy Châu Phú đã nói rồi. Thì Châu Phú thấy nhìn vô ly nước, tại sao lại ly nước trong như vậy? Tại sao lại sạch như vậy? Tại vì đã qua xử lý và lắng cặn cáo mới ra nước tinh khiết. Thì Châu Phú nghĩ đó là cũng như con người của mình, khi mà tu đó thì sửa và sửa đó những cái xấu đó thành tốt, sửa công thành ngay, sửa hư hàng thành đúng đắn. Cho nên đó là Châu Phú có câu dè để tặng cho bà con nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con người như giọt nước trong, khi ta lóng nước con người sửa sai, lóng rồi nước mới chịu trong, con người chịu sửa là không khổ sầu. Nam Mô Di Đà Phật. Bà con có thể sửa đổi như là giọt nước. Mình là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, rồi là mình là niệm Phật, có bốn thần linh luôn luôn ủng hộ bên mình mộ khang. Niệm Phật để dẹp lòng tà quý vị. Thì mình dẹp đó là cũng như cái ly nước nó lắng xuống từ từ quý vị. Đó, mình dẹp kiết rồi mới trong, mình lấy cái lớp trong đó mình xử lý nha quý vị. Và hôm nay Châu Phú xin chia sẻ với bà con đề tài về là cúng nước, cúng bông và cúng nhang đã hết. Xin chúc bà con sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thì tiếp tục chương trình để thay đổi cho bầu không khí, con xin thông báo danh sách của quý mạnh thường quân để trao những phần quà hôm nay. Trước tiên con xin tự ngâm sám giảng tặng bà con vài câu luôn, tại vì bà con thường hay về đây niệm Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xưa nay sao chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sanh thử coi, trì tâm thì quá ít ôi, bây giờ dùng thứ
mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để nó vào thì sao mới khỏi máu đào tuôn rơi, để sao đến việc tả tơi rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Bà con về nhà nhớ nghe những câu này á, là thầy nói hết trơn luôn rồi, cho nên đó là mình phải tu ha, để không thôi là sắp tới nè, thấy nè, chiến tranh khổ não nè, thảm khốc nè. Mình đâu có nghĩ là chiến tranh, mình chỉ nói là hăm dọ nhau thôi, nhưng mà bây giờ là 3-4 nước, 5-6 nước đánh nhau vì vũ khí tối tân không, chỉ là một cơn nóng giận nổi lên ha, bấm nút là bắt đầu tiêu tan chân. Và bây giờ thưa bà con ở tại Long Xuyên, những cây lúa đó khi mà bây giờ mới chỗ bông quý vị, bị héo đậu chân, cho nên thường thường 1 tấn lúa làm là được, ủa 1 công ruộng làm được 1.200 kg lúa vì bây giờ nếu mà may mắn lắm là được cỡ 800 kg. Và những cây lúa mà chưa chỗ bông đó, bây giờ đó 10 lá bị vàng y gan như là chín như đó vị, bị vàng lá hết trơn là 7 lá còn 3. Cho nên nó sau này á, những cái phần gạo này nè mắc lắm, nên mình phải tu nha bà con. Và Nam Mô Di Đà Phật, con xin thông báo danh sách luôn. À, kính thưa quý mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, hôm nay con đi đến đây con thấy ban trị sự rất là đông, vào những ngày gầm lớn có trên 1.000 người đi trở về đây, không có chỗ ngồi, phải ngồi ngoài sân đó. Thì con cũng đại diện cho mạnh thường quân phát là 600 phần quà, mỗi một phần là 5 kg, do gạo mắc quá con không đủ khả năng mua 10 kg, bà con thông cảm. Và mạnh thường quân hy vọng sẽ ủng hộ nơi này, bà con rất là tinh tấn. Con xin hồi hướng những phước báo cho những oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của những nhà mạnh thường quân, và xin cầu xin ở trên gia hộ cho những quan gia trái chủ của quý cô chú anh chị và của con luôn có mặt nơi đây đó, được tha cho chúng con ha, vì chúng con á là làm lúc mà bị vô minh đó làm cho quý vị đau khổ, cho nên bây giờ chúng con biết đạo rồi, biết niệm Phật rồi, cho nên chúng con xin sám hối và xin tha chút xíu, giống như là thiếu nợ đó, xin trả nợ từ từ. Và Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp tục là chị Vân Nguyễn gửi giùm chị Hạnh Texas 200 đô. Thứ hai Zalo chè Thái Hương Đào, một số nhà 141 xẹt 5 đường Phan Đình Phùng, Bình Dương, gửi 20 triệu để mua gạo. Hy vọng là quý cô chú anh chị nào có ra Bình Dương ghé thăm chè Thái nha, chè Thái Hương Đạo nha. Và thứ ba dì Hà, dì Sáu, chị Vi ở bên Mỹ về Việt Nam gửi 10 triệu. Thứ tư Zalo chị Cẩm Lìn Hàn Quốc 500. Thứ năm Zalo gia đình ông Hai Cần Thơ 500. Thứ sáu Zalo cô Lê Mỹ Long Nắm Linh Chi 1.3 triệu. Thứ sáu Zalo cô Hương ở Mỹ 1 triệu. Thứ bảy Zalo Ngọc Hà 500. Thứ tám nhà thuốc Liên Hoa Sơn 1 triệu, còn 1.5 triệu. Thứ 10 cô Lệ Thốt Nốt 500. Thứ 11 chị Vân Nguyễn gửi vợ Châu Phú 1 triệu. Thứ 12 Zalo cô Yến ở Mỹ 1 triệu. Thứ 13 Zalo dì Kim, chị Liễu và em Phan Linda, em Phan Đô Nà 1 triệu. Thứ 14 Zalo Hương Nguyễn 500. Thứ 15 Zalo chị Dung ở Úc Mạnh Thường Quân 433.000 hết sổ. Thứ 16 bác Phúc Văn Ông gửi giùm bác Lý Phát Thành 500. Bác Phúc Văn Ông gửi giùm bác Lý Phát Thành 500. Thứ 17 quay bờ chị Trâm Mạnh Thường Quân ở Mỹ 500. Thứ 18 Zalo Diễm Hà Mạnh Thường Quân 500. Phát gạo ở Vĩnh Điều còn lại 500, là Châu Phú đã phát gạo của chị Diễm Hà này gửi 1 triệu. Phát quả phát gạo ở ban trị sự xã Vĩnh Điều hết 500, còn 500 chích vô đây luôn. Thứ 19 Zalo Liễu Lê Mạnh Thường Quân 2.500.000 và đã phát ở ủa của cô Lệ chứ, Zalo cô Lệ Mạnh Thường Quân, ủa sao Liễu Lê ta, rồi Zalo Liễu Lê Mạnh Thường Quân 2.5 triệu và đã khoát 500 ở Vĩnh Điều. Rồi thứ 20 quay bờ Annie Đặng 500. Thứ 21 cô
Nguyên Nghiêm 500, thứ 22 Gia Lô Cô Văn ở Mỹ 400, thứ 23 chị Úc Đài Loan 500, thứ 24 Phai Tham Cô Tâm ở Mỹ 500, thứ 26 Quay Bờ Rét Đổ 500, 25 chứ lộn, 26 Gia Lô Kim Tiêu, chị Tiêu Kim Tho 500, thứ 27 chị Mỹ Trân ở Mỹ 500, thứ 28 Facebook chị Thảo Gali Galet 500, thứ 29 Quay Bờ chị Thu Lê Pháp Danh Nguyên Trang 500, thứ 30 Zalo chị Hồng Nhan Đài Loan 500, thứ 31 Zalo Nguyên Trung 500, thứ 32 Quay Bờ Lương Khoan Cô Tư 500, thứ 33 Quay Bờ Cô Thúy Hương ở Mỹ 500, thứ 34 Quay Bờ Trang Lương 500, thứ 35 Zalo Cô Lượng Lê Thị Lánh Pháp Danh Diệu Lượng 500, thứ 36 Bà Nguyễn Thị Đẩu Pháp Danh Diệu Xuân 1 triệu, thứ 37 vợ chồng chú Út Lựa gửi giùm người ẩn danh ở núi Chóc 1 triệu. Như vậy là tổng số tiền là 58.533.000. Và kính thưa quý cô chú anh chị, do là bà con ngồi ngoài nắng, con thấy chịu không nổi cho nên con chích thêm tiền của Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cái máy tôn. Và máy tôn đó là dự định đó là che 16 mét quý vị, dài nha, ở phía trước đó vì còn trống mà không đủ khả năng che để cho bà con niệm Phật. Thì nhân cho bề ngang là 7 mét là bằng 112 mét, mà nhân lên đó là 520.000 tiền công và tiền tôn tiền sắt luôn là 58 triệu. Cho nên đó là Châu Phú hỏi các anh chị gì đó giá gì thấy cũng nới để cho bà con ngồi, khi mà trời mưa con biết bà con sẽ ướt át hết, và trời nắng thì bà con rất là khổ, phải đội nón cối vì nón bảo hiểm đó, nồi cơm điện đó nó nực dữ lắm, về nhà nấm móc không. Cho nên con chích tim là ba hai vị Mạnh Thường Quân nữa, là thứ 38 nhà thuốc Liên Hoa Sơn gửi Châu Phú 10 triệu, tổng cộng đó Châu Phú đã chích hết rồi, còn lại triệu gửi chích vô đây luôn. Thứ 39 là cô Lệ ở Thốt Nốt gửi cho Châu Phú đó là tiền để mà hỗ trợ nhà thuốc, Châu Phú là chích vô đây luôn, tại vì nhà thuốc nó không có gửi được nữa rồi, 2 triệu rưỡi là hết sổ luôn. Và Châu Phú đã có gửi in sấm giảng dùm cho cô Lệ để hồi hướng cho cô. Cô Lệ bị mù quý vị, mà dám mà để dành dụm tiền á, gửi cho Châu Phú mười mấy 20 triệu để cho từ thiện đó vị. Rồi Châu Phú chích ra in sấm giảng cho cô có phước, kiếp sau cô được sáng suốt và không có bị tật nguyền nữa, bị cục cái giò nữa vị. Rồi gửi cho vợ chú Hiếu 500.000 và phát quà ở Cà Mau hôm nay nè, có chích vô 500 luôn. Như vậy là tổng số tiền mà Châu Phú cộng lại hôm nay là 62.533.000, mua 3 tấn gạo 16.600 đồng 1 ký. Đó thì nhân cho 3 tấn, gạo này bán giá từ thiện mới có giá này nha quý vị, là 49.800.000. Và Châu Phú mua 200 chai dầu để hỗ trợ cho bà con là 600.000. Tiền xe, hỗ trợ tiền xe là 1.133.000, còn thiếu nhiều gia đình chú Năm lù bù vô. Tổng số tiền là Châu Phú còn dư là 11 triệu. Châu Phú đã gửi hỗ trợ tiền xe chẳng luôn 1.2 triệu nhé vị. Số tiền còn dư là 11 triệu. Châu Phú xin đại diện Mạnh Thường Quân trao cho trưởng ban trị sự và Nam Mô A Di Đà Phật. Đọc không mà sức mồ hôi chứ. Dạ xin được cảm ơn huynh Châu Phú đã thay mặt cho các nhà Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã có đôi lời trao đổi cùng với tất cả bà con chúng ta. Và sau đây thì con cũng xin được kính mời chú Bảy Nguyên là trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh Hội sẽ đến đây để có đôi lời cảm tạ lại cùng với các nhà Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm. Xin được kính mời chú ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cung kính Đức Phật, lễ kính Đức Thầy. Kính thưa các nhà Mạnh Thường Quân, kính thưa các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, và kính thưa cháu Châu Phú đại diện cho đoàn, và kính thưa toàn thể quý vị. Lời đầu tiên cho phép Đệ Quân thay mặt cho ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh Hội huyện U Minh xin kính chúc toàn thể quý vị lời chào mừng và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, vừa qua nghe đồng đạo Châu Phú
nói rất nhiều về vấn đề niệm Phật và tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Hôm nay thì Đại Quân cũng không biết nói gì hơn, thời gian còn rất là dài, đứng trước những tình cảm yêu thương đó. Đại Quân cũng xin tạc giả ghi lòng thay mặt cho bà con ở vùng xứ Khánh Hội, U Minh, Cà Mau. Cũng xin chân thành cảm ơn các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và nước, và được sự ủng hộ của đồng đạo Châu Phú xuống đây để cùng với ban trị sự, để chúng ta biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc, hay là ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Vì là đó, một lần nữa, thời gian có hạn, Điện Quân không biết nói gì hơn, chỉ nói lời tri ân và chúc toàn thể quý vị thân tâm an lạc, đạo quả chống viên thành và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn, đạo hạnh viên dung, được hưởng trọn phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Và đến đây Đại Quân xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chú nhận đó để mà để dành mà bà con mạnh thường quân có ủng hộ nữa đó. Nếu mà có ủng hộ thì là liên hệ trực tiếp với Châu Phú. Châu Phú sẽ xuống đây để mà trao cho đủ tiền để làm luôn ha, tùy theo nhân viên. Dạ là 11 triệu, chú kiểm lại giùm con ha, 11 triệu. Và kính thưa quý cô chú anh chị, quý vị thấy có bé Tường Lam 4 tuổi đó vị, mà phát tâm lên nó đi tới giường sở thú là kêu con gán tu gán niệm Phật để kiếp sau đừng đầu thai làm thú nữa ha, rồi kêu là tâm nguyện phát 1 tấn gạo quý vị đó. Cho nên bây giờ mạnh thường quân gửi tiền để phát gạo rất là nhiều quý vị, cho nên đó là phải tuyên dương cho bé Tường Lam vì còn nhỏ vị, thì trẻ em thì hay thích nghe những trẻ em nói chuyện chứ không có thích mình lớn tuổi nói chuyện quý vị, cho nên thường hay mở ra những cái kênh trẻ em. Thì ngoài bé Tường Lam ra thì con của Châu Phú với các cháu ở xóm đó cũng đồng với nhau đọc những bài kinh kệ mà bé Tường Lam đã chia sẻ, và cũng yêu thương muôn loài vạn vật giống như bé Tường Lam vậy. Cho nên một em bé mà có tâm như vậy, mình lớn là mình phải tốt hơn. Quý vị cố gắng lên nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Mời quý vị ra nhận những phần quà yêu thương nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này mỗi người một chai dầu. Rồi, chai bà đâu quý vị luôn. Chai dầu này con, chai dầu này con. Cô ơi, ra đó đi cô. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đây là những máy niệm Phật của hai vị mạnh thường quân, một vị bên Nhật nhớ vị đó, bên Nhật. Rồi số 6, số 6 số 7 chuẩn bị. Không có, còn còn lấy pin. Quý vị á, bằng cái thiếu của mình ra thì nhận cái số của mình á. Không, pin chứ. Số 7. Chúng ta pin đã mất tiêu chưa anh ta? Đây. Không lấy à. Nam Mô A Di Đà Phật. Không, để nó cho con đây. Để. Rồi, đúng chưa? Nghe nói không, hỏi chợ về xung lên. Thưa vị, đây là những phần máy niệm Phật để mà gửi cho bà con nha vị. Đó, cô này cố rất cầu mong máy niệm Phật nha vị. Quý bà con mình đem cái tốt của mình ra cái hiếu đó để mình biết cho đó là quận của mình chưa, để mình đi làm vô cho nó nhanh nè. Quý vị banh cái số của mình ra, cái phiếu của mình ra để nhìn cho cái số của mình đã tới chưa, để mình đi làm vô cho nó nhanh. Số 12 bước vô, 13 rồi. Đây là máy niệm Phật của hai vị mạnh thường quân, một vị bên Nhật, một vị ở Việt Nam nhớ vị đã mua gửi cho Châu Phú, còn vị bên Nhật gửi tiền đó thì tặng cho cô. Dạ, cảm ơn. Số 14 mất rồi. Ai mất? Ông anh nó bảy mất rồi. Vậy ha. Bị hư rồi. Quý bà con mình ban cái số nó dùng cho con. 16. Đây vậy. Dạ, rồi, đúng chưa? Rồi. Nhớ nghe, nhớ niệm Phật nhiều vô nha cô. Rồi, cảm ơn cô. 18. Bây giờ để dành đó cho những người mà không có quà á cô. Tại vì quà 600 bạn. Số 19. Tới trường cuối cùng. Số 19. Số 20, số 21 chuẩn bị bước lần vô. Làm. Số 21, ở đây có người sắp xếp thì chú, cảm ơn chú ạ. 22.
24, 25. Dạ đúng rồi đó, mình banh cái số của mình ra là mình... 26. 26. 27. Có không ạ? À? Còn 26. 28. Rồi đúng rồi gì? 29. 30. 31. 31. 32. 33. 34. 34. Quý bà con mình banh cái số của mình ra để nhìn có chưa, cái đầu mình đi lần vô. 35. Rồi bước vô đi gì? 36. Dạ đúng rồi, bước vô đi bà. 37 à. 38. 39. 39, 40. 41. 41, 42 đâu, chuẩn bị giùm con. 41 đâu à? 41 đâu à? 42. Ai bước với ai bước vô đây à? Rồi bước vô đi chị. Mình đăng cái số của mình ra nè, mình nhìn tới, mình gần tới, cái mình chen lần lần lên cho nó nhanh đó quý vị. 42 bả cái vô tay lên mà bả chưa có chen vô được kìa. 43 vô trước đi, 42. Đừng có nhắc chị này vô, em vô em lãnh giùm phải không, là em bước vô. 44. 44. 45. 46. Nhắc bà con nhận quà nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Bà con nhận quà nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật giùm con à. 47. 46. 46, 47. Quý bà con mình nhận quà Nam Mô Di Đà Phật giùm con. 48. 49. 49 đâu à? 49. 50. 49 đâu, chen vô đi về. Để từ từ vô. 51. 49 mới thề đâu, bước vô. 52. 52, 53 chuẩn bị. Nam Mô Di Đà Phật giùm con, nhận quà Nam Mô Di Đà Phật giùm chị. 54. 54. 55. 56. Em tới chút xíu cho anh đứng cà đây quay. 57. Em đứng trước đi. 58. Ai đứng ra luôn, em đứng ra luôn. 59. Dính giùm con. 60. Bà con mình băng cái số của mình ra nhìn cho tới chưa, cái mình lần đi vô cho nó nhanh đi nè. 60. 61. 62 bước vô đi gì. 62 mình băng cái số của mình ra để mình nhìn cho chính xác. Có đó 64 hay gì hay 62. 62. 63 bước vô đi gì. 662 đâu vậy bà ơi, bước vô. Ai 63? Trời ơi, số còn dài lắm chị ơi. Rồi 64 bước vô đi vậy. 64 vô đi vậy. Chị ơi. Rồi bước vô đi. 64 bước vô đi vậy. 64. 64. Bà con ơi, mình bên cái hiếu của mình ra, mình nhìn cái số của mình nè. 65 bước vô đi chị. Niệm Nam Mô Di Đà Phật giùm con, không cần cảm ơn anh chị sự. 67, 68.
69 70 quá đông luôn quý bà con. 70 đó à, 71 chuẩn bị. Bà con mình nâng cái phiếu ra để nhìn cái số lên cửa. Dạ vậy. Ở đây là số mấy? Không có chỗ luôn quý vị. 70 71 rồi. Bên ai có cầm cái 71 bà điểm phẩm bà. Trên máy này là ơi cục pin đó, cục pin trong bọc đen á. Hai cái chút, cho con hai cái. 72. Cho các cụ nữa vậy. Đây 73. Là hai pin mạnh thường quân. 74. Chú, ơi, pin có chưa? 75. Đây các cụ nãy giờ chờ lâu quá ha. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Đây là 75 thường quân rồi. Đây bà cụ. Rồi Nam Mô Di Đà Phật, mừng lắm quý vị. Bà con mình nhận ra. Đây bà cụ này nãy giờ ngồi đây đợi lâu rồi đó quý vị. Rồi. Đó là của hai vị mạnh thường quân, một vị ở Nhật còn vị ở Việt Nam. Vị ở Nhật thì nhớ là gửi cho Vũ tiền 3 triệu mua gì đó. Đúng rồi. 77. 77. Chúc con nghe cho nổi. Chúc. 77. 78. 78. Mình bắt cái phiếu mình ra đi chú. 78 có chưa đi chú? 79. 80. 79, 80. 81. Đợi chút nữa mấy người không có quà. 82. Mấy người không có quà là tặng cho người ta để mà bù vô. Dạ. Đây. 83. Không có đủ. Cô có nhận quà chưa? 84. Chưa có nhận quà. Cô có phiếu không? Dùm đâu. Cô phiếu một chút vô nhận quà đi cô. Rồi hãy tới cuối chương trình mới được cô. Rồi 85, 84 chút vô. 86, 87 chuẩn bị à. 86. 56. 87. 86. 400 mấy anh có ổng lạnh trước. 88. Đâu. Ở ngoài gốc cây em kêu vô. Em kêu vô nha. 88. 89. 89. 89, 90. Cái máy cho nó nhỏ. Chưa gì á. Cái gì chưa đó. Chưa có được. Bây giờ là bây giờ bà con tới đây không có phiếu nhóc trơn á, để dành tặng cho bà con cô. Mê kinh phải không? Nè, hai cái nữa chú Lợi ơi, hai người này mê kinh bí mật. 87. 88, 89. 90. 91. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, ta đây rất trân trọng nha quý vị. Rồi chú Lợi đưa đi chú Lợi, mỗi người cái dấu dấu vô nha. 92, 93, 94. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. 95. Rồi chú Lợi. Đâu. Hai ông này bệnh phải không? Hai ông bệnh nè. Ơi khoan chút Lợi, khoan. Đâu mấy phiếu của ông, phiếu nào? Một phiếu, hai phiếu. Nè hai người. 94. Cầm vô hai phiếu này nè. Đưa cho bên đó cho hai người 94. Bệnh này trước đi nha. Quý bà con mình đang cái số cái ra ơi, nhìn vô tới cái đồng trang làm vô để cho nó đựng bỏ qua số. 94. Đánh số ra như vậy. Nghe đưa chú Lợi. Quý bà con mình đánh cái số ra, nhìn cái số có thứ tự của mình là số bao nhiêu. 96. Bà con mình nhận là nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật dùm con. 97. Bệnh tim, ưu tiên cho hai người bệnh tim. 97. Chú ơi, ưu tiên cho hai người bệnh tim. 97, 98. 98. Rồi đây hai ông cụ. Bà con mình ai có 99. Về nhà nhớ niệm Phật nha ông cụ. Nha, có phước lắm đừng nhận trước. Ê, ông cụ bên tim. Cụ bên tim. Tặng cho ông cụ bên tim cái máy niệm Phật. Tặng cho ông cái máy niệm Phật do bị bệnh. Bị bệnh nhớ niệm Phật cho nhiều. Tặng cho hết bệnh. Đây. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. 99, 100, 101. 101. Tại vì á là đông quá không có đủ máy niệm Phật, mong quý vị thông cảm nha. 102. 103. 111 gì chưa tới. 103. 104.
105. Bàn 106. Em bước ra. Bàn 107. Bàn 108. Bàn 108, bàn 109, chuẩn bị. Thưa quý vị, đúng ra là khoảng 10kg quý vị, nhưng mà đông quá không có đủ khoát gạo thì vào mắt quý vị, cho nên đó là bà con à, đến là sáng giờ nhận người được 5kg quý vị, cho thương lắm quý vị. À, bà con ngồi nắng vậy nè, à, ta, bà con chú ý về đây đó là niệm Phật quý vị. Nếu bà con mình nhận quà niệm Nam Mô với Đà Phật không con? À, bây giờ không có quà thì cũng ngồi đây để niệm Phật luôn quý vị. 114. Dạ, Nam Mô với Đà Phật. 115. Quý bà con mình dỡ cái phiếu ra để cho tụi con làm nhanh nè. 116. 117. Chuẩn bị. 117, 118. 117 đâu ạ? 600 người vị ơi. 118. 600 phần quà. 119. 120. 120. Bà con nào không có phiếu thì cũng ở 120. Đây đợi. Đợi rồi chút xíu nữa, nếu còn dư gạo là phát luôn. 121. Nha, còn không còn dư á thì phát những cái máy niệm Phật, những cái khăn nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái khăn đó là của cô ở Sài Gòn quý vị. À, đã gửi cho Châu Phú. 125. 126. Chú Út. Bà con mình bánh cái phiếu ngay sẵn đây ạ. Chị cô Văn, cô Văn ở Sài Gòn phải không? Cô Văn bữa hôm đi với mình đó. Cô Phượng nghe. 127. Của cô Phượng ở Sài Gòn vậy. Rồi vô đi vậy. À, gửi khăn đó, Châu Phú đem theo để dự trù tặng cho bà con nữa vậy. Hỗ trợ giùm luôn đồng đạo ơi. 127. Cháu nó ngủ nên nó kêu niệm Phật. 128. Vậy đó ha, cháu cô ha. 129. Tặng cho cháu cô 5 tuổi. 5 tuổi à, là ngủ nó. Rồi. Dạ. Là cháu của cô ha, cháu cô này kêu đọc đọc kinh niệm Phật cho cháu cô nghe mấy chịu ngủ hả? À? Ừ. Rồi vậy tặng cho cháu cô một cái máy nha. Máy niệm Phật. Rồi, cái này này cái máy gì đó, cái này cái mít. 129. Rồi ngày nào cô cũng phải niệm Phật đọc kinh nè. Ừ ừ. 130. Lần nào cũng vậy chứ. 131. Nó kêu niệm Phật chứ đọc kinh cho nó ngủ. Dạ, kêu niệm Phật mới chịu ngủ. Ừ. Sao mới ăn chay chưa? Ừ, mới có 5 tuổi à. Cho ăn chay chưa? Hả? Dạ, kém cơ ăn chay nha. 134. Không có lạc đâu vậy. Dành cho mấy người không có phiếu. 135. 134. 134, 135. 135, 136, 137 chuẩn bị dùm con. 300 mấy chị ơi, đứng ở đằng xa dùm con còn rất là lâu luôn. 136, 137, 138. Quý bà con mình chừa cái chơ mà ở ngoài sau người ta đi vô cho nó dễ hả? Số theo thứ tự vậy cho nên Châu Phú 136, 137 tạm tắt video để chờ 138 nhé vị. Và Nam Mô A Di Đà Phật, chúc quý mạnh thường quân 139 mạnh khỏe bình an lành và hạnh phúc nha. Và Nam Mô. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, đây là những chiếc quần áo của các chị hai chị ở Sài Gòn xuống để khoác cho bà con nè vậy. Đây nè. Quá luôn rồi. Nhanh lên, lên lên. Châu Phú không có mang dép mà đi luôn. Nha. Quá luôn rồi. Không biết. Dạ. Đây. Tàng ơi. Quá luôn rồi. Đây quần áo cho học sinh. Chị này ở Sài Gòn xuống nha vậy. Đó, trên 1000 chiếc quần. Đó, hai chị ở Sài Gòn xuống. Khoác trên 1000 chiếc quần nhau vậy. Ôm 12 ba ỉnh như đủ bao sao được.
quá luôn rồi. Mình phải mở ra kia ra chứ. Không sao rồi. Tùy duyên bây giờ là đang sổ trên. Tại quá đông rồi. Đi ra bà con chia nhau. Ừ. Đây nó chơi nguyên ỉnh không à, hai ba sấp. Đã xuống kia kìa. Tại nhỏ quá cũng đâu bằng vừa. Dạ dạ. Cái này của chị Thủy ở Cai Lậy nha vậy. Chị Thủy dạ. Dạ dạ của chị Thủy. Rồi rồi chúc mạnh khỏe nha, quần trẻ em người lớn quá chừng luôn rồi. Hay. Dạ dạ. Vui không cô? Vui không? Vui, cảm ơn chị Thủy nhiều. Chúc mạnh khỏe này xin cho cháu. Vậy đây ha, mà được mấy cái cô? Cô được ba cái. Ba cái ha. Rồi chúc mạnh khỏe nha. Đây của đoàn của chị Thủy. Ở Tiền Giang nhớ vậy, Cai Lậy Tiền Giang. Trở về đây khoác quần áo cho bà con luôn. Đó, quá luôn rồi, được mấy cái chị? Được 3-4 cái rồi. 3-4 rồi ha, 7 cái luôn rồi. Mấy đứa mà. Trời ơi, mấy đứa con luôn hả, anh được mấy cái? Được 2-3 cái. 2-3 cái luôn hả? Ừ. Chị Thủy ơi. Chị Thủy. Ê. Quá đông rồi, chị Thủy. Chào bà con các ơi. Quá luôn rồi. À, chị này tên gì? Chọn cho em xin cái ơi. Chị Thủy, chị đội nón lá tên gì? Chị đội nón lá. Đội nón lá tên gì? Tên gì? Ai chọn cho em? Đàn ơi, quá chừng luôn rồi. Mạnh Thường Quân ở Cai Lậy về mà bây giờ là không biết tên luôn rồi. Biết có chị Thủy kết bạn đó vậy. Quá luôn rồi. Trời ơi. Vô sắp tự đi, tụi ta vô, tự đi. Đúng rồi, chú vô sắp xếp chú. Vô sắp xếp nha. Ai, chào cô. Quần này sao cô bận vừa? Cháu nội. Xin chưa cháu nội hả? Ờ, bà nội xin chưa cháu nội. À, thôi, vậy là bà chị có cái nào chưa? Chưa, chị em có được đâu, cháu nhào vô. Nhào không à. Bị nhào gì không vô à. Vô đứng đi. Đi hả? Ê, chị Thủy. Thủy ơi. Vô đó đi, vô đi, vô đi. Cho chị này nè chú. Đây nó vậy. Ê ê ê, khoan. Đây nè, đây nè. Ê, không có. Đây cho chị vô nè. Cho chị này nè. Ê. Ê mày ơi. Ê ê ê, khoan để cho Phú vô. Cho đây. Đâu. Ê, chị Thủy, cho mấy đứa cháu này nè. Ê, chị Thủy, đưa em 2-3 cái gì em cho cái chị này coi. Ừ, đây đây cho mấy chị người ngoài này nè. Đưa vài cái. Tàu quá quá trời. Ê, ê, nó gì vậy? Trời ơi, dành với Châu Phú nữa kìa. Không phải, Châu Phú đi cho người nghèo. Tết luôn hả? Trời ơi, quá chừng luôn rồi. Thôi, cắt đi. Nè, cho chị này nè. Có nhiều quá cho bớt cho chị này nè, có trẻ em nè. Rồi được rồi, không sao, có chia nhau xài. Rồi trời, cho Phú có cái nào được xin vàng. Rồi cắt đi cho đi ha. Ơi coi chừng điện thoại nha, cắt điện thoại chút xíu nữa đi, chút xíu nữa xin thêm. Tàn ơi, ôi đúng đẹp quá mà. Đây khổ mày chồng em bệnh nữa. Vậy đó ha. Dạ. Mày chồng bệnh nằm chỗ rồi đâu có tiền đâu mua thuốc men nữa. Tàn ơi. Quá luôn rồi. Có nhận gạo chưa? Chưa. Tới 300 mấy lận. Có thiếu không? Dạ có nè. 300 mấy ha. Dạ. Được nhận là 5 kg gạo về chợ hồi nào tới giờ? Hồi 4 giờ tới giờ. Chị chờ hồi 4 giờ sáng ha. Dạ 4 giờ đỏ nè. Trời ơi. Ừ. Tại vì mắc ông nhà chồng bệnh á. Nhà chồng bệnh đó hả? Dạ, với bà nhà chồng bệnh. 4 giờ sáng tới giờ. Dạ. Trời ơi, chết luôn rồi. Rồi, bây giờ là để giao viên cho Tàn nha. Nè, cho Phú hỗ trợ cho 200 nha. Rồi, chúc mạnh khỏe nha. Rồi. Đúng
rồi, cho từ từ thôi. Người không có cặp gì quá trời. Quá luôn rồi. Quần này nó mắc hơn gạo nữa. Quần này mắc hơn gạo nữa. Quần mắc hơn gạo nha. Vậy nè ha. Đúng rồi, đúng rồi. Quá đắt luôn rồi. Áo không bỏ quần. Quần sao không có áo. Quá luôn rồi. Ơi, nãy giờ hỏi chị tên gì vậy? Chị hả? Thanh Vân hả? À? Chị bên đây là tên Thủy, Cai Lậy, Tiền Giang. À, hai chị ha. Ủa, cho đâu mau hết như vậy? Vậy hả? Quá luôn rồi. Rồi. Rồi, chúc mạnh khỏe bình an nha. Rồi, bye bye. Quá luôn rồi, vui ha. Đi vô chổng tới phát gạo kìa nè, 600 người lên kìa. Dạ. Đi chị ơi. Đi vô. Phát gạo và Nam Mô A Di Đà Phật. Quá luôn rồi. Đây nè. Trời ơi, cháu này nãy giờ không có luôn nè. Lên xin lại nguyên này miếng kia được không được. Cái đứa này nhỏ nè, lấy đi đâu sao. Mình cho rồi cho hả? Phải ra ngoài không nhanh lên. Lại kêu đi, nhanh lên đi. Xin cho mấy đứa này nghèo nè. Đáng nghèo thì mình cho. Lấy đi. Đi đi. Không có ai xin đâu. Đi đi đi. Mở nhanh lên. Lại nói nha. Ờ, cháu này nghèo nè. Nói là hỏi vậy chứ quyết nhanh rõ. Cho bé nhỏ này nè. Ê, cho đứa nhỏ này đi tội nghiệp nó chút. Cho hai cái đi. Quá trời luôn mà. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp tục luôn. Quá luôn rồi. Đây nè. Chờ hồi 4 giờ tới giờ người được có 5 kg gạo. Kìa, ôm nè. Nè nè nè. Không, đúng ra là phải nhiều quá. Người ta. Tới 600 người sao có tiền mua đủ. Nè. À, người ta sáu năm chạy nước tôm đem theo mà không có chở được. Đúng rồi. Đi. Vậy đó ha. Đi. Mình đi. Quá luôn rồi, chị thấy không? Mà không có lời nào mà than phiền cho người ta đợi hồi 4 giờ khuya tới giờ đó. Thương quá à. Nè, ngồi đây nè. Mấy số nè đang chờ đó là 4500, số 4500, 600. Không phải mình bất kính nha, mình dạ. Đưa ta lấy giật tân mình chọi ra vậy ngoài mới được. Lấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không phải bất kính nha. Tiếp luôn. Nhiều, yeah. Rồi, tiếp tục luôn. Mừng không? Này nó vui không? Ừ. Nam Mô A Di Đà Phật đó con. Nói đi con. Nam Mô A Di Đà Phật. Ừ. Cái này là sao chị? Cái này cháu. Cháu hả? Ừ. Tạo mối duyên lành với Phật pháp rồi đó. Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Rồi xin cho nhỏ nhỏ mà. Sao mà mình ên mà đâu 5 cái gì hả? 5-6 cái gì hả? Có con cháu gì không mà xin chứ hả? Cô có con cháu gì không xin nhiều vậy? Mấy đứa cháu. Vậy đó ha. Dạ. Tiếp tục luôn. À, con có dừa không? Ô, chắc cỡ. Chắc cỡ, chắc cỡ. Thấy dừa quá. Nó chắc cỡ chảy nước miếng. Rồi, tiếp tục luôn nha vậy. Ơn quá luôn. Nhưng mà được cái lại đây ăn uống miễn phí nha quý vị. Nước sôi. 316, 317. Rồi rồi, cho em vô cái nha. Dạ, cảm ơn nhiều.
319. Mệt quá. 319. 320. Dạ con 39. 321. Thấy khen là thấy khoái rồi đó nghe. 322. Thấy khen là thấy khoái mà thấy chơi là thấy buồn. 324. 325. Cho ban sự vinh đại hai cái máy ha. Hai cái máy là nó nói chú lựa. 327. Đây cho khăn luôn đó ha. 327. 328 em đợi sáu nữa. Ê của cô Phượng nha vậy. 328 hút vô. Chồng chết chết chết. 328 có thì được. 329. Của cô Phượng Sài Gòn. 330. Con số 300 mấy rồi. 331. 332. Quá rồi. 333. Bà con mình mượn lại nữa đi sọc cùng con. 333, 334. 335. Đúng rồi đó chú lựa ai nghèo nghèo. 336. 337. Nè ơi chú lựa. 337. 338. Cô này nữa hả? Ừ. 339. Để người có người không sao? Rồi. Tiếp tục. Ba không có không có. Vui quá. 341. Vui quá, vui quá. Quên. 342. Quên nói đuối quá. 343. 343. Chút ơi. Chút để chút xíu. 343 bước vô đi vậy. 344 bà con mình đứng chuyện cái đường đi cho bà con hết người ta thiếu người sao đi vô trên nha. 343 344. 345. Thiếu 346. Ở ngoài bay bay vô anh đừng có cho. 346. Đúng rồi. 347. 348. À chú lại đứng. 349. Nhanh nhanh nhanh. Chắc cháu bé rồi đó, có ai bồng con vô vậy đó. 350. 351. Cho mấy người già. 352. Mấy người lớn tuổi. 353. 353. 351. Quý bà con mình nhớ điện thoại dùm con cái à. 354. 355. Bà con mình nhận quà nhớ điểm phật giùm con nha. 355 bước vô. 356 bước vô đây nè. 357. 357, 358. Chúng đó. 359. Đưa con. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. Mày có em bé, có em bé. 367. 368. 369. 300. Cô này hả? Từ từ. Không có, con được có 3 cái hả? Nè. Chút xíu, chút xíu. 372. 373. Bị la. 374. 375. 376. Bị la. Ba trăm bảy mươi sáu. Bà con mình nhận quà nhớ điểm phật giùm con nha. Năm ơi là phật giùm con. 377. 378. Đúng lửa. 379. Cái à. 379. 379. Nè cái cô lớn tuổi này nè. 380. 381. 380. 381. 382. 383.
bà con mình đứng vừa cái đường nhỏ để cho họ biết cho nó dễ hơn. 391 392 đây là những chiếc khăn yêu thương nhá vị. 392 bước vô. 393 694 nhá vị. 395 396 397 398 399 400 người già và trẻ em. Đúng rồi. 401 rồi, người già trẻ. Ê ê vô lỡ. Lỡ lỡ. Ờ. Nè cho cô này cắt luôn đi. Cho người đứng ra chừa cái đường đi chó rồi sao mình nó dễ luôn. 402, 403. Ê, 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 kêu em gái. Ê, chút nữa. Cho em cái đi, ở nhà có người bệnh. Ở nhà chị này có bà cụ bệnh. 405. Nè, cho em cái nữa nè, nhà có người bệnh nè. 406. 407. 406. 408. 408 đâu à? Cái người đó đó là nãy thấy thương lắm. Chàng không có lợi, có đứa trẻ em theo đó con. Chưa, cô đợi cho hơi gần hết đi cô rồi con mới tính được. 408, 409. Ê, chút lỡ. Nè, tay biến quá. Tay biến cái nữa. Rồi, bay. Trời ơi, được quần nữa kìa. Ôi, đúng rồi. Cho trẻ em khăn lăn lai lao. 413. 414. 415. 416. Bà con mà nhận quà nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật giùm con. 414. 415. Quá luôn rồi. 418. Quá vui. 419. Kính thưa quý cô chú anh chị, giờ này là 419. Hết thôi. 420. Đó cho nên nó là ít nói chuyện. Đây là cỡ khoảng 600 bà con tới đây nhá vị. 422. 5 kg gạo quý vị. 423. Nó mất tiêu chưa ngày 423. Tới 510 lần cậu. Trời ơi, số nhỏ quá ha, 510. Gán đại ha. Ừ. 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 Mà 462. 436 sắp tới gò rồi đó nghe. 437. Vô lớn tuổi nè. 436. Lớn tuổi. Lớn tuổi qua sắp hàng đi chút xíu. 437, 438. Ủa khó khăn rồi nè. Đã có hồi nãy xin nó được cái tôi đó. À gà vậy. 459, 450. 450. Đây, lớn tuổi nè. Cho cái máy niệm Phật luôn ha. Ơi gớt. Ơi có cục sạc chưa? 442. Chút nữa nhớ cho máy là phải cho cục sạc nha. 443. Nhức đầu phải không? Chồng mới chết. Còn hai chục cái để dành cho ba chị sự. Không có. Ông chồng mới chết. Đặt cho đây nè. Không phải, Trời ơi chị. Cái máy niệm Phật cho đây nè, ông chồng mới chết nè. Cho tôi cái mà chú nhận được em cho hết rồi, cái không có đủ. Cảm ơn mấy cha. Rồi, cảm ơn. Rồi, cô chờ hồi nào tới giờ? Dạ, hồi 1 em hồi 6 giờ tới giờ. 6 giờ sáng. Rồi, bye cô nha. Rồi, mang ơn nha. Rồi, 446. Chút xíu cho bác chị sự, chị có gì.
447 448 chú Quỳ có vô tới nhận cho cái bà con mình nhận rồi nhớ điện thoại tiền con nha. 448 Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ niệm Phật nha. 450 cô số mấy? Cô số mấy con? Ê chút nữa. 450 cho xin cái khăn mà cậu này nè. 452 rồi cái cũ. 453 455 456 457 máy niệm Phật nó không có đủ cho nha quý vị, cho nên nó là lựa chọn 459 461 chị qua bên đó đi chị ai lấy phiếu lên hai đừng lại chú Phú ơi chú đừng con nói nghe nè à, cô qua làm ơn cho con hỏi tại sao mà cô á là quyết định không nhận gạo mà nhận cái máy niệm Phật hả con? 489 hả thích niệm Phật hả? Đừng có quay dạ 490 ông ngoại bà ngoại tôi á ổng ăn cho chùa con cháu truyền niệm Phật á tôi cũng mê niệm Phật lắm mà kỳ đó á cái đoàn đó nó vô cho cái lưu vô mà nó hư rồi bây giờ nghèo giờ ổng có tiền mua cái lưu vô rồi bây giờ xin mê cái lưu vô niệm Phật rồi bây giờ đổi gạo mà lấy cái lưu vô vậy nè máy niệm Phật nữa hả dạ nè nè quá nhận đi ha thương quá vì nghèo vì không có máy niệm Phật cái máy hư rồi bây giờ á là nó nghe nè con hỗ trợ cho 200 ngàn nha dạ. Nghe nói đó, hết luôn rồi cho bà cụ là đi rồi. Rồi là hết luôn rồi đó rồi hết luôn rồi ha rồi bà cụ mừng không mừng dạ vậy đó ha dạ Nam Mô A Di Đà Phật rồi con chào cụ 501 dạ hết máy niệm Phật luôn rồi nha quý vị 501 rồi bây giờ nó nghe nè mừng lắm ha dạ. Rồi con á là nghe xúc động ha đại diện cho những nhà mạnh thường quân cho con đổ tiền xăng đó chích ra 200 hỗ trợ cho cô nha. Cảm ơn chú Phú với mạnh thường quân gán mình ăn chay niệm Phật làm lành nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chú nha. Gặp con có gì về nhắn tin. Dạ 507 không phải cổ đổ gạo mà lấy máy niệm Phật cho nên đó là cho gạo mà cho 509 hết trơn luôn rồi nha quan hỷ cho hết luôn rồi đó dạ quan hỷ 510 rồi hết luôn rồi con cho không đủ luôn mày hết trơn dầu rồi hết trơn dầu hết máy điện thoại à 500 mấy kệ có lần sau nữa mạnh thường quân ta hỗ trợ máy niệm Phật á mình quay lên bà con ta thấy thích quá đó đúng rồi thích máy niệm Phật hơn thích gạo nó tàn hy vọng là lần tới Châu Phú mua máy niệm Phật về nha chị đó đợi nón theo né với chị 517 rồi 518, bây giờ cần thiết nhất là những máy niệm Phật bà con chỉ cần máy niệm Phật quý vị đó vậy á là ăn rau máy niệm Phật có hai vị mạnh thường quân là đã phát hết rồi dầu của chú Tư Phương chú Năm Tiếp rồi cùng với mạnh thường quân á Châu Phú cũng phát luôn rồi hết dầu luôn rồi cô ơi quá luôn rồi 526 đúng rồi còn gạo không à 527 à còn có 5 cái gạo của mẹ 527 ba con mình nhận quà nhớ nhận Phật
129. Cầm đi cho nặng đi cho tôi em. Cho tôi nào cầm đi cho hai vậy. 530. Cho tôi cầm đi biết không phải. Tôi đứng tôi nghe nặng dữ. 531. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. Bà con có nhận quà lớn thì bạn mua cho đây hoàn trình con nha. Mình bán ao đồ si đá thì ban trị sự đem mà đồ si đá về cho. 540. Còn mà Tết mình bán đồ mới. 541. Đem đồ mới về cho. 542. Có khó khăn cứ cho đi chị. 542. 543. Cầm phiếu đi vòng đây đang ơi, chuẩn bị. 543. Bốn bốn 544. 545. 546. 548. Sáu mấy luôn rồi. 549. 51 người nữa nha quý vị. 550, 551 phút vô đi chú. 552. 553. Ê lộn đường, lộn đường. Lộn đường. 555. Wow. 556. 557. 558. 559, tôi biết mình này. 559, 560. 561. 562. 563. Bà con mình nhận quà nhớ điểm phần không đó. 564. Mình ném luôn. 565. 567. 568. 569. 570. Quá. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, kính thưa quý mạnh thường quân, sau đây những phần quà yêu thương đã trao cho 600 bà con và những chiếc máy niệm Phật cùng với những chai dầu yêu thương quý vị và bà con rất là dễ thương luôn. Cần chỉ có cái máy niệm Phật thôi, gửi gạo lại vị, đó là làm cho châu phú xúc động.
hy vọng vào những ngày tới Châu Phú sẽ gieo duyên với bà con là 600-700 cái máy niệm Phật, quý vị, một cái gì đó là 40-50 ngàn. À, cho nên là Châu Phú hứa hẹn với quý cô chú anh chị phát máy niệm Phật cho những nơi niệm Phật, chuyên niệm Phật vào những ngày 14-15. Và trước khi kết thúc chương trình, chú trưởng ban trị sự có đôi lời gửi đến quý vị và Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào chú. Chú có thể giới thiệu chú tên gì hết chú? Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cung kính Đức Phật, lễ kính Đức Thầy, kính thưa các nhà từ quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, và kính thưa đệ Châu Phú và kính thưa Mỹ Ngân. Được biết hôm nay cũng vào ngày 14 tháng 12, cũng là ngày niệm Phật thường niên của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Lời nói đầu tiên cho phép đệ con xin chân thành cảm ơn các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước và kính chào toàn thể quý vị. Lời chào mừng và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, đứng trước khung cảnh trang nghiêm với bao hạnh lành đáng kính, sự hiện diện của quý vị đã tạo thành một chạc hoa có đủ hương sắc để tô điểm cho đạo hiếu thiên sinh, cho nghĩa tình thân được, cũng là niềm kính lễ lớn lao cho ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã nội chúng tôi. Tôi xin thay mặt cho ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo cũng xin chân thành cảm ơn các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và đồng bạn Châu Phú và Mũi Ngân cũng đã ủng hộ cho ban trị sự và bà con ở vùng sâu vùng xa 1.000 cái quần nam nữ cho học sinh ở cấp 1 và cấp 2. Vì lẽ đó thì đệ quân cũng không biết nói gì hơn, một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn những tấm lòng cao cả của quý vị đã dành cho đệ quân trong suốt thời gian qua. Sau cùng thì đệ quân cũng giúp toàn thể quý vị thân tâm thật an lạc, đạo quả chúng duyên thành và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn, đạo hạnh viên dung, được hưởng trọn phước duyên của tình thương đại đạo của Đức Phật. Và đệ quân cũng mong rằng và chúc cầu toàn thể quý vị làm ăn phát đạt để có những phần tiền để ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Và đến đây để quân xin hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chị Ngân hả? Chị Ngân hả? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, và kính thưa quý vị, qua đây Châu Phú cũng xin chân thành cảm ơn chị Ngân, chị Thủy, chú Năm Lù, thím Năm Lù cùng với vợ chồng chú Út Lựa, thím Út Lựa và ba vợ của Châu Phú, và xin chân thành cảm ơn huynh đệ tỷ muội ở trong bang. Cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã tạo duyên lành cho Châu Phú thăm bà con nghèo, bà con niệm Phật ở nơi đây. Xin cầu chúc cho toàn thể quý vị và quý mạnh thường quân trong nước và ngoài nước vạn sự an lành, làm ăn thuận lợi, tiền vô phơi phới, gửi tiền từ thiện. Và Nam Mô A Di Đà Phật.